Quân lính đem Đức Chúa Giêsu đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Họ cho Ngài uống rượu pha với mộc dược, nhưng Ngài không uống. Khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá rồi, họ chia nhau y phục của Ngài, bắt thăm để xem ai được phần nào. Lúc họ đóng đinh Ngài vào khoảng 9 giờ sáng, án Ngài được ghi trên bảng là Vua Dân Do Thái. Cùng với Ngài, họ cũng đóng đinh hai tên cướp, một tên bên phải và một tên bên trái. Những kẻ đi qua đó đều chế giễu, lắc đầu và nói, Ê, ngươi là người có thể phá hủy đền thờ và xây lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu lấy mình và xuống khỏi thập tự giá đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng chế nhạo Ngài như vậy. Họ nói với nhau rằng, nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu mình. Hỡi Đấng Christ, vua Israel, bây giờ hãy xuống khỏi thập tự giá đi để chúng tôi thấy và tin. Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài nữa. Khoảng giữa trưa, bóng tối đã bao trùm khắp đất cho đến 3 giờ chiều. Đến 3 giờ chiều, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Nghe vậy, vài người đứng gần nói rằng, xem kìa, nó gọi Eli. Một người chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, gắn trên đầu cái sậy, đưa cho Ngài uống và nói, hãy đợi xem Eli có đến đem nó xuống không. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn, rồi trút hơi thở cuối cùng. Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Viên đội trưởng đứng đối diện với Ngài, thấy Ngài trút hơi thở cuối cùng như vậy thì nói, thật, người này là con Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ và Salome mua hương liệu để đi xác Đức Chúa Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, từ sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, ba người đã đến mộ. Họ nói với nhau, ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta? Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi. Đó là một tảng đá rất lớn. Vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên phải thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng người đó nói với họ, đừng kinh hoảng, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu người Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa, hãy xem nơi đã an táng Ngài. Hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến Galilê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán với các ngươi.